Bẹt 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 b
Chào các bạn, này đi kênh ông Ngừ câu bạn ơi. Chào Úc nè bạn, lâu nay chắc hơi mình câu lâu nay quá. Kênh ông Ngừ xã Phú Cường, Tâm Nông, Đồng Tháp nha bạn. Nguyên con kênh này dài dữ lắm bạn ơi. Nè bạn, dài khủng khiếp luôn, lục bình kinh. Con số lỗ trống à. Đó, đây bạn, mình đánh cánh chiên tra đây một bạn ơi. Đánh viên luôn nha bạn. Nhưng hơi mà cá nó có chậm ăn bạn, thì mình thêm bơ với lại chuối vô. Thêm ký cám thì hai trái chuối với bơ thôi nha các bạn. Đánh viên trước đây. Dính rồi bạn, cái chai nhỏ quá. Các bạn cũng trọng bạn ơi, trắng tinh luôn bạn ơi. Nè còn lại chắc cỡ 7-8 đạn bạn ơi, trắng tư luôn. Nhỏ quá. Nhỏ bạn ơi. Chừng 2-3 lạng vậy. Thả luôn nha bạn. Bẹt bẹt bẹt
Các bạn đứa con nè. Con này chắc cũng gần ký nữa bạn ơi. Không tới 1 ký đâu. Chừng 8 9 lạng vậy. Bên. Rồi. Ôi. Bạn vậy mà không dính bạn ơi. Hơn ký bạn ơi, quá bự rồi. Đây bạn. Luôn một khúc. Bên. Dính lại, dính lại. Rồi vô cũng phải. Trời ơi. Sao vô được ta? Về thôi bạn ơi. Trời nắng quá bạn ơi. Cá nó chậm ăn, với lại nó ăn bằng nhưng mà giật sảy không à. Nên mình nay về sớm mọi người. Nhiều đây cũng đủ ăn rồi bạn ơi. Đây bạn. Thành quả được 4 con bạn ơi. Có con này bự nè bạn. Con này chắc cỡ hơn ký bạn ơi. Còn ba con này con chừng cỡ gần ký bạn ơi. Chứ mình nghĩ ba con này không qua 1 ký được đâu. Chỉ có con này à. Nó qua được 1 ký nè. Đó mà giờ nó muốn ngợp luôn rồi.
muốn chết rồi bạn ơi, chết luôn rồi, mới chết quá. Hai con này còn sống, hai con này ngủm. Thôi chào các bạn nha, chúc bạn xem clip vui vẻ. Bạn thấy hay nhớ bấm like, đăng ký kênh để xem những clip mới nhất của mình nha. Chào các bạn.